Các bạn đang nghe truyện con ta nhanh liều cho cha trên kênh TV Audio CV. Chương 276 Tần tử bán cả cha sư phụ, xảy ra chuyện gì? Bên trong nụ hoa, tần tử bị rất nhiều nhụy hoa kim sắc cuốn quanh, cảm giác liền giống bị từng đầu kim xà cuốn lấy, hô hấp khó khăn. Không chỉ có như thế. Bên trong cái nụ hoa này càng là tràn ngập kim sắc sương mù, mười phần nóng bỏng, nồng đậm đến gần như ngưng thực. Cái nụ hoa này là thiên địa linh vật, nhưng là bình thường mà nói, là không có ý thức, cái nụ hoa này cũng không giống dáng vẻ thành tinh, rất có thể là có người tại bên trên cái nụ hoa này động tay động chân, có người khống chế nó, thanh âm nữ tử tóc vàng vang lên. Người làm, tần tử mắt sáng lên, gần như nháy mắt liền nghĩ đến Lục gia, bởi vì trừ Lục gia, tạm thời hắn tại chủ đại lục không có cừu nhân gì. Mà lại tiêu hao một cốc thiên địa linh vật trân quý như vậy tới giết hắn, thế lực bình thường cũng không có đại tài khí thô như thế. Chỉ có thể là lộc gia không tốt sư phụ ta bị hút vào những nhị hoa này đang hấp thu tinh hoa sinh mệnh của ta đột nhiên tần tử kêu to lên bối rối không thôi hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể mình phát triển mạnh mẽ lại có loại ảo giác muốn bị móc sạch dùng dạ đế phạt thiên nhận nữ tử tóc vàng nói sau đó tự hồ có chút đã đợi không kịp nói ra được rồi ngươi còn không được ta tự mình tới xoạt sau một khắc nàng nắm thân thể tần tử trong tay tần tử tóc hóa thành kim sắc, đồng thời không ngừng căng vọt. Dạ đế phạt thiên, nàng tay phải giơ lên, con ngươi màu vàng ống nháy mắt hóa thành màu đen, tóc dài bay múa, từng đạo hắc quang từ thể nội tản ra. Những hắc quang này hội tụ tại đỉnh đầu nàng, hóa thành một vòng trăng khuyết đen nhánh, tản mát ra phong mang chi khí không có gì sánh kịp, chém, nàng vung lên tay phải, trăng khuyết đen nhánh kia ném ra ngoài, bay một vòng còn cuốn thân thể tần tử. Xuy xuy xuy, những cái nhụy hoa kim sắc kia, tất cả đều bị chém đứt, không chỉ có như thế, trăng tròn đen nhánh kia xẹt qua cánh hoa của nụ hoa, chỉ nghe, phốc phốc, một tiếng, cánh hoa bị cắt, sau đó nàng khống chế lấy thân thể tần tử liền xông ra ngoài. Ta mệt mỏi, nàng hư nhược nói, sau đó nguyên thần đã hôn mê, mà tần tử một lần nữa nắm trong tay thân thể, lơ lửng tại không trung. Còn tốt, còn tần tử hô hấp lấy không khí mới mẻ, may mắn vỗ vỗ bộ ngực, thế nhưng là cái, còn tốt, thứ hai chỉ nói một nửa, da mặt của hắn cứng đờ. Sư phụ. Sư phụ, hắn thử thăm dò kêu hai tiếng, không có đạt được đáp lại. Thế là, hắn da mặt cứng ngắc, hướng phía phía trước lộ ra một cái nụ cười xấu hổ mà không mất đi lễ phép. Vị tiền bối này, chào ngươi phía trước, là một vòng thân ảnh bao phủ ở trong hắc khí, khí tức người này khủng bố, lạnh lùng nhìn xem hắn. Chỉ là thánh nhân nhị trọng thiên, liền có thể từ bên trong cái nụ hoa này trốn tới, thiên phú hoàn toàn rất kinh người, vậy thì càng không thể để ngươi sống nữa. Thân ảnh hắc khí nói. Tiền bối tha mạng, tần tử quả quyết quỳ xuống một gối, dùng chính là tư thế chấp tay, kêu lên, ta còn có giá trị lợi dụng, ồ, vị thân ảnh hắc khí này kinh ngạc nhìn tần tử một chút, quyết định nhìn xem cái tiểu tử này muốn chơi hoa dạng gì. Đơn thuần thú vị. Về phần bị cái tiểu tử này phản sát hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy, nếu là trong lòng còn có e ngại đối với sâu kiến, vậy hắn chỉ sợ ngay cả xuất môn cũng không dám, hắn là hoàng giả cửu kiếp do bác trọng thiên thành hoàng, chỉ là thánh nhân nhị trọng thiên ở trước mặt hắn, cùng con kiến không sai biệt lắm. Đến cũng đã đến rồi. Cùng với việc trực tiếp giết chết, không bằng cùng con kiến cỏ này chơi đùa, dù sao, đến cái cảnh giới này của hắn, chuyện thú vị đã rất ít đi. Tiền bối, thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta gọi tần tử, là đến từ một cái mảnh vỡ đại lục. Tần tử đuổi nói hết nói. Ta biết thân ảnh hắc khí kia thản nhiên nói kỳ thật ta còn có một người cha tần tử nói bổ sung ta biết thân ảnh hắc khí nhíu lông mày một chút tự hồ có chút không vui ta để ngươi sống lâu mấy giây ngươi cứ gạt ta như vậy tiền bối cha ta đã từng mang ta đi qua một cổ chiến trường ở ngay tại bên trên mảnh vỡ đại lục nơi đó có đế khí tần tử cao giọng nói đế khí thân ảnh hắc khí trong mắt bắn ra quan mang kinh người giống như hai chùm sáng đâm xuyên qua hắc khí bên ngoài cơ thể hắn một phát bắt được bả vai tần tử hô hấp dồn dập trầm giọng hỏi ngươi không có nói láo đế khí đối với đại bộ phận sinh linh của cửu thương đại lục mà nói đều là bảo vật trân quý nhất gần như không có gì có thể sánh vai một tôn hoàng giả cầm đế khí tuyệt đối có thể rung chuyển chuẩn đế đây là đại sát khí đáng sợ đến bực nào a à, tiền bối ta đều như vậy nào còn dám nói láo a à, tần tử duy trì tư thế chắp tay cười khổ lắc đầu không đợi đối phương nói cái gì hắn lại nịnh nọc cười một tiếng, hiểu được lòng người, nói bổ sung, bất quá, cái địa phương kia là cha ta mang ta đi, bên trong rất đen tối, ta cũng không biết vị trí cụ thể, ngươi muốn tìm được đế khí, còn cần phải bắt lấy cha ta. Thân ảnh hắc khí kia lạnh lùng cười một tiếng, ngươi là muốn để cho ta đi tìm cha ngươi, sau đó tự chui đầu vào lưới A, tiền bối sao lại nói như vậy, sắc mặt tần tử đột nhiên nghiêm túc lên, nghi mặt nói, ta là rõ ràng thực lực cha ta, hắn không thể nào là đối thủ của tiền bối, ngươi suy nghĩ một chút, một cái hoàng giả từ mảnh vỡ đại lục đi ra, có thể mạnh bao nhiêu chứ? Cũng chỉ là thổ dân mà thôi, thân ảnh Hắc Khí ngẩn người, tiếp tục cười lạnh nói, thật là một cái tiểu tử có ý tứ, mặc dù ngươi ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn cảm thấy cha ngươi so với ta mạnh hơn, có thể trấn áp ta. Nhưng mà hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía tần tử, nghi ngẫm mới nói, thực lực bản tọa vượt qua tưởng tượng của ngươi, đã là ngươi đã nói như vậy, ta cũng không để ý việc cho cha ngươi cùng nhau diệt trừ. Hắn cảm thấy, câu nói này nhất định sẽ làm cho cái người trẻ tuổi tự tác thông minh này tâm hoảng ý loạn, mặt xám như tro. Nhưng mà, Tần Tử lại một lần nữa cười nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, kỳ thật cha ta không hề dễ đối phó giống mặt ngoài vậy, nhưng là hắn có một cái nhược điểm trí mạng, chỉ cần ngài đáp ứng thả ta, ta liền có thể nói cho ngài, ngươi, thân ảnh hắc khí tự hồ lần nữa bị người trẻ tuổi này đổi mới nhận thức, hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra Ngươi ngay cả lão tử của mình đều hố, làm sao có thể không lừa ta? Xem ra, ta là không thể tiếp tục chơi với ngươi, quanh, sau một khắc, tay phải hắn nâng lên, mang theo lôi đình hủy diệt đen nhánh, hướng thẳng đến tầng tử đập đi qua, phía dưới một chưởng này, thiên băng địa liệt, con heo lười, lại không ra, chuồng heo của ngươi liền bị hủy đi á, tầng tử khàn giọng gầm thét lên. Kỳ thật hắn vừa rồi một mực tại kéo dài thời gian, trong lòng cầu gia gia nải nải để lấy lòng cửu hoàng lô trong đan điền, hy vọng cái đế khí thiên hằng tộc này thức tỉnh, nhưng mà đối phương không nhúc nhích. Hiện tại, là sống chết trước mắt, chết đi, thân ảnh hắc khí kia trong mắt bắn ra quan mang cuồng bạo, tự hồ đang hưởng thụ hưng phấn giết chóc hắn vốn là một cái người ma đạo. Hắn xuất từ lộc gia, tu ma đạo. Lúc này, bên ngoài sơn cốc, tần xuyên từ một nơi bí mật gần đó cũng ngừng hô hấp, vẫn sức chờ phát động, vì thời chuẩn bị cứu người. Nhưng là hắn còn đang chờ. Không đến cuối cùng một khắc, hắn là sẽ không xuất thủ bởi vì kinh hỷ thường thường là phát sinh ở một khắc cuối cùng ông sau một khắc một đạo xích hồng tươi đẹp lấp lánh chi quang, hỏa diễm vô cùng đáng sợ nháy mắt giãn ra trong khoảnh khắc hai bên núi lớn trực tiếp bốc hơi giống như ảo ảnh thậm chí trên đường chân trời đều xuất hiện một cái bán cầu xích hồng xuất hiện tần xuyên hai mắt tỏa sáng kích động đến toàn thân run rẩy lên sau đó nhấc lên thạch ảnh lưu niệm đặc biệt lớn trong tay liền bắt đầu chụp lén tần bé heo sử dụng đế khí thiên hàng tộc khối thạch ảnh lưu niệm này chỉ cần tại trường hợp thích hợp ném ra bên ngoài tuyệt đối có thể đánh cho tần bé heo một cái trở tay không kịp thậm chí triệt để mộng bức ranh con ta để ngươi thể hiện cường đại đế khí khôi phục thần uy như biển chính cái phượng hoàng từ bên trong lò bay ra mang theo hỏa diễm ngập trời hướng phía thân ảnh đen nhánh kia gào thét mà đi chính cái phượng hoàng này cùng tần xuyên trước đó nhìn thấy khác biệt lần trước chỉ là lò đang ngáp ngủ mà lần này là công kích chân chính, đốt trời nấu biển, hòa tan vạn vật, đây không có khả năng, thân ảnh hắc khí hoảng sợ kêu to, sau đó xoay người chạy, quy lực đế khí, hắn không muốn lĩnh giáo, cũng không dám, nhưng mà, chính cái hỏa phượng kia vỗ cánh mà đến, tựa hồ không gian đều đang vặn vẹo, thậm chí bóp méo thời gian, bọn chúng nhìn như rất chậm, kỳ thực nhanh đến cực hạn, nháy mắt đem. Đường lui của thân ảnh hắc khí phá hỏng. Tiếp gào chính cái phượng hoàng còn quấn thân ảnh hắc khí, mỗi cái cánh chấn động một chút ánh lửa liền lấp lánh một chút giống như đang hô hấp Xuy suy suy hắc khí trên người thân ảnh hắc khí giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời cấp tốc tan rã lộ ra chân thân đây là một cái trung niên oai hùng ngũ quan túng lãng bá khí nghiêm nghị nhưng mà lúc này trên mặt hắn lại tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi cuối cùng hóa thành liều lĩnh điên cuồng đế khí lại như thế nào mệnh ta do ta không do trời trên thân hắn bộc phát ra hắc khí vô biên, thậm chí có tám đạo cột sáng pháp tắc to lớn phóng lên tận trời, muốn nghịch thiên. Nhưng mà, chính cái phượng hoàng hướng phía hắn lao xuống, trong khoảnh khắc, cột sáng pháp tắc hủy diệt, hắc khí tán loạn. Thân ảnh hắc khí, thật tột, đúng vậy, chết được rất êm dịu. Mặc dù hắn muốn chết được bi tráng một chút, nhưng là rất nhiều người chết, chú định lật không nổi một điểm bọt nước. Tại trước mặt đế khí, hắn còn không có tư cách bi tráng, nhiều nhất giống con rắn phát ra một tiếng ba hưu lò xích hồng kia thu liễm quan mang gật cù đắc đối với tần tự ý tự hồ muốn nói lần sau thời điểm giết lữ bố hãy gọi ta sau đó lại lần nữa bay trở về đang điền tần tử bắt đầu nằm ngáy o còn truyền ra một ti tiếng ngáy thật sự là một con heo tần tử dở khóc dở cười nhưng mà cái lò này cứu được hắn một mạng để cảm giác của hắn đối cái lò này cũng khá lập tức thân thiết không ít đều là đồng đạo heo nói một cách khác là mình heo hắn nhìn chung quanh một chút thấp giọng nói nơi này phát sinh động tĩnh lớn như thế tất nhiên sẽ kinh động rất nhiều người đặc biệt là vừa rồi cử hoàng lô quang mang quá lóa mắt tất nhiên có người sẽ đoán được là đế khí ta nhất định phải tranh thủ thời gian rời đi độn địa thuật rất nhanh hắn thi triển ra một loại thần thông tân thuật mấy tháng này tại tử vân học cung học được chui xuống đất loại thần thông này có thể tìm hành dưới đất thật giống như lặng tại trong nước, không có bất luận cái lực cản gì. Có thể dùng chạy trốn. Đương nhiên, chỉ có thể là dùng thời điểm không ai nhìn thấy. Nếu như ngay trước người khác sử dụng độn địa thuật, vậy liền không có nhiều chỗ đại dụng, bởi vì thần niệm cường giả hướng dưới mặt đất quét qua, coi như ngươi chui càng sâu hơn, vẫn có thể đưa ngươi bắt tới như thường. Thứ này, chơi chính là cái xuất kỳ bất ý, độn địa thuật, tần xuyên trong mắt hơi hiếp, sau đó khóe miệng vĩnh lên cái tiểu tử này chui xuống mặt đất, liền không sợ vấp phải trắc trở. Ông, hắn dùng thần niệm khổng lồ của hoàng giả đỉnh phong phóng thích mà ra, lặng yên không tiếng động tìm nhập dưới mặt đất, đem tầng bé lặng heo ngay tại dưới mặt đất bao phủ. So radar càng có tác dụng tốt hơn, ừm. Ta làm sao có loại là lạ cảm giác, tần tử đang ở dưới mặt đất sửng sốt một chút, sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng phía một cái phương hướng khác chạy. Hiện tại trọng yếu nhất chính là rời xa hiện trường phạm tội, chạy càng xa càng tốt, phía trước làm sao cứng như vậy, đột nhiên, hắn phát hiện tầng nham thạch phía trước vô cùng cứng rắn, hắn vậy mà không cách nào xuyên qua. Hắn dùng nắm đấm va chạm mấy lần, vô dụng. Sau đó, hắn lại móc xuất cây gậy cứng rắn nhất bên trên thân để chọc lấy mấy lần, vẫn đâm không phá như cũ. Nhưng là hắn không dám trực tiếp dùng nắm đấm oanh mạnh, bởi vì như vậy động tĩnh quá lớn, có lẽ sẽ khiến cho đại địa chấn động, đến thời điểm đó không phải liền đem mình bại lộ sao, ai, chỉ có thể đi vòng. Tần Tử vốn là muốn đi thẳng tắp, chỉ có thể chuyển biến phương hướng, hướng phía nơi khác đi tới. Thế nhưng là dần dần, hắn phát hiện lại đi không được rồi, lần nữa gặp tảng đá cứng rắn. "Hả?" Ánh mắt hắn trừng lớn, sau đó thận trọng phóng xuất ra thần niệm, lướt qua ở chung quanh. Sau đó hắn kiếp sợ phát hiện, mình vậy mà rơi vào bên trong một cái thông đạo dưới đất. Cái lối đi này từ loại nham thạch cứng rắn kia tạo thành, mà nội bộ trong thông đạo tự hồ là bị bùn đất ngăn chặn cũng biến thành thực tâm. Con mẹ nó, hắn hít sâu một hơi, cơ hồ muốn chửi mẹ, nhưng là ngẫm lại ngay cả dáng giúp mẹ hắn ra sao hắn đều không biết, vẫn là mắng cha đi. Ngắn mũi chửi rủa về sau hắn quyết định tiếp tục đi lên phía trước, bởi vì hắn cũng không biết dưới tình huống mờ mịt, tại cái lối đi này phải đi vào trong bao xa. Có lẽ hắn vừa chui xuống dưới đất, liền đã lao vào cái lối đi này. Chỉ là trước đó không có vấp phải trắc trở, cho nên không biết đây là cái thông đạo mà thôi nếu như muốn từ đường cũ rời khỏi thông đạo không biết phải lui về bao xa nếu là vừa vặn bị người chạy đến xem xét đuổi kịp thì sao cho nên vẫn là đi lên phía trước đi mà vận khí ta lại luôn luôn không tệ cũng có thể tiến vào cái địa cung bảo khố gì thì sao tần tử nói trong lòng sau đó hắn liền sờ lấy vách tường thông đạo hướng phía phía trước mà đi trên bầu trời tần xuyên mỉm cười nói lỗ tấn tiên sinh nói đúng trên đời vốn không có đường cha ngươi an bài cho ngươi như vậy liền có đường lối đi kia tự nhiên là hắn làm hắn lấy thổ chi pháp tắt cấp độ đỉnh phong giới hoàng nháy mắt đem bùn đất chung quanh tầng tử gia cố trở nên không thể phá vỡ cũng liền trở thành một đầu đường hầm trên lý luận nói tốc độ hắn xây đường hầm so với tốc độ nhi tử tiện nghi đi đường thì nhanh hơn mà lại nhanh hơn rất nhiều lần cho nên nói tiện nghi nhi tử đã đã chui xuống dưới đất như vậy lần này điểm cuối cùng là nơi nào hắn định đoạt thời gian trôi qua trôi qua trôi qua a nhán một cái nửa năm trôi qua tần tử vẫn bị vây ở dưới mặt đất tối tăm không mặt trời như cũ giống như một con chuột chuỗi vất vả cần cù đào hang tìm hành cái này cái thời điểm gì mới là cái đầu a hắn lại một lần nữa ngừng lại đứng thở dốc tại chỗ trên ngực trung lên chập trùng sau đó hét lớn a biểu lộ của hắn lúc này rất giống biểu lộ gào thét của một con chuột chuỗi nào đó hắn thật hỏng mất hắn tại trong đất đào đất nửa năm không thấy ánh mặt trời, mỗi ngày đào đất, nghe hương vị bùn đất, thậm chí gối lên bùn đất đi ngủ, cùng bùn đất lực tương tác càng ngày càng cao, thậm chí, ngộ ra được thổ chi pháp tắc, nhưng là, hắn vẫn như cũ không cách nào đánh xuyên qua cái vách tường quỷ dị kia, thậm chí dùng hoàng khí cũng bổ không ra, giống như phù du lây đại thụ. Hắn nghĩ tới quay trở lại. Dù sao lâu như vậy, không có khả năng còn có người canh giữ ở nơi đó đi. Thế nhưng là hắn lui mình lại, phát hiện đằng sau tự hồ xuất hiện mấy cái lối đi, mẹ nó này, tự hồ là cái mê cung, mà địa phương trước đó đi qua đều bị bùn đất phong bế, lối đi này uống lượng khúc chiết, hắn cũng không biết mình trước đó đi con đường nào. Thế là, chỉ có thể một con đường đi đến trời tối. Kỳ thật như này cũng không tệ, ta dưới đất nửa năm liền lĩnh ngộ ra thổ chi pháp tắc, đột phá đến thánh nhân tam trọng thiên, đây là cơ duyên rất nhiều người đều không cầu được, cái này kêu là nhân họa đắc phúc. Dũng giả không sợ, dũng cảm tiến tới, hắn hít sâu một hơi, lần thứ 36 nắm lên nắm đấm cổ vũ bản thân mình, sau đó tiếp tục hướng phía trước đào đất. Rốt cục, lại qua ngay cả tháng. Quanh, thời điểm khi hắn lần nữa nếm thử quanh kích vách tường chung quanh, phát hiện vách tường không thể phá vỡ kia, một tiếng đổ sụp ầm vang. Ngay cả mặt đất ở trên đầu, đều giống như vực sâu vỡ ra. Một sợi ánh mặt trời chướng mắt chiếu xuống đến, một mảnh trắng xóa, để hắn theo bản năng dùng tay che mắt, sửng sốt nháy mắt sau đó bỗng nhiên cuồng hỉ ta ta ra tới rồi nhưng là dần dần hắn cảm giác không thích hợp theo con mắt dần dần thích ứng ánh nắng hắn thấy rõ cảnh tượng đỉnh đầu rõ ràng là mấy cái đầu khổng lồ đang lẳng lặng nhìn xem hắn có trâu đen có cự viên có sư tử các vị đại ca nơi này là tần tử chật vật nuốt nước miếng một cái trên mặt lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó nhìn hơn ngươi cứ nói đi đầu trâu đen kia lộ ra vẻ trào phúng nhân tính hóa cười lạnh nói, ha ha, chỉ là thánh nhân tam trọng thiên, dám tự tiện xâm lấn quái tinh yêu vực, gan rất lớn a à, cái gì, quái tinh yêu vực, sắc mặt tần tử đột nhiên tái nhật, kém chút hù chết tại chỗ, bởi vì trừ cưỡi phi thuyền ngăn cửa, nếu không, cường giả nhân tộc tự tiện xông vào yêu vực, sẽ bị yêu tộc đuổi giết vô hạn, không chết không thôi, nếu như không có thực lực chuẩn đế, căn bản là không có hy vọng còn sống chạy ra yêu vực, sẽ chết rất khó coi. Là cái tên thất đức nào sinh con ra không có lỗ đích, đào một đầu thông đạo âm hiểm như thế, ta không để yên cho ngươi, hắn phẫn nộ gầm thét một tiếng. Sau đó, xoay người rời đi. Mặc dù hắn hận chết cái thông đạo này, nhưng là lúc này nếu là đi ra khỏi thông đạo, khẳng định bị chơi chết, cho nên chỉ có thể đường cũ trở về, lối đi này là cái mê cung. Những cường giả yêu tộc này coi như đi theo hắn tiến vào thông đạo, muốn bắt hắn lại, cũng không phải như vậy dễ dàng. Nhưng mà, người chế tạo thông đạo kia tự hồ nghe được hắn gào thét, Thế là, hắn phát hiện, đường hầm sau lưng đổ sụt một tiếng, quanh long. Cái này tần tử thân thể cứng đờ, khóc không ra nước mắt nói, đại thần đào cái thông đạo này, ta sai rồi, ta cần cái thông đạo này a à, hắn chân thành sám hối. Nhưng mà vô dụng. Định luật nịnh bợ tại nơi này không có tác dụng. Ha ha, còn muốn chạy. Ra đi, đầu hát ngưu tinh kia cười lạnh một tiếng, móng to lớn hướng mặt đất giẫm một cái, lập tức đem tần tử chấn ra. Trốn, tần tử quyết định thật nhanh, một cái phương hướng bay đi mặc dù hắn cũng không biết cái phương hướng kia có phải là càng thâm nhập yêu vực lưu lại cho ta, một đầu sư tử thân thể đột nhiên bành trướng, vậy mà hóa thành cao mấy trăm trượng, cắn một cái đối với tần tử, cái miệng to lớn đầu máu che khuất bầu trời. Thật coi ta dễ khi dễ, tần tử nổi giận gầm lên một tiếng, xuất ra hoàng khí hỏa long thương, đột nhiên gia tốc, trực tiếp hóa thành một đạo hỏa long quán xuyên, phốc, máu me tung tóe tần tử hóa thành một đạo hồng quang bay hướng chân trời, mà đầu sư tử khổng lồ kia thì là té ngửa về phía sau rồi rơi xuống đông đầu cự sư này đổ xuống mặt đất chấn động mạnh mẽ một chút bụi đất tung bay mà đám yêu quái chung quanh đều ngây dại cái này lão sư cứ như vậy bị đánh chết nó thế nhưng là yêu thánh tứ trọng thiên a à, tên kia có hoàng khí cho nên mới có thể tùy tiện giết chết lão sư như thế vậy chúng ta có muốn đuổi theo hay không hừ hắn có thể đối phó tứ trọng thiên thế nhưng ta là yêu thánh ngũ trọng thiên đương nhiên là bảo mệnh quan trọng có đạo lý người này hướng chỗ sâu toái tinh yêu vực chạy tới tự nhiên có tiền bối sẽ thu thập hắn thế là những yêu quái này chậm rãi nằm rạp trên mặt đất từ hai chân đứng thẳng biến thành bốn chân chạm đất làm bộ động vật phổ thông tiếp tục gặm cỏ yêu tộc tu luyện chính là giản dị tự nhiên như thế kỳ thật yêu tộc cũng đại khái chia làm hai loại một loại là hậu đại của đại gia tộc yêu giới, vừa ra đời liền có trí tuệ, thậm chí mới ra chính là hình người, tu luyện cũng giống như người, mấy chục năm liền có thể có thành tựu, cũng có thể căn cứ vào lúc cần để biến thành bản thể. Một loại khác là yêu quái đời thứ nhất, cũng chính là giả thú phổ thông, thực vật sinh ra linh trí, hóa thành yêu quái. Hai loại yêu quái, tương đương với quý tộc cùng nhà giàu mới nổi. Quý tộc thì nói tới truyền thừa, tại phương diện tinh thần văn hóa thì tương đối có truy cầu. Mà nhà giàu mới nổi, thường thường cũng không coi trọng những thứ này. Cũng tỉ như những yêu quái trước mắt này, bọn chúng chỉ là giả thú phổ thông ngẫu nhiên ra đời linh trí, sau khi thành tinh cũng không hướng tới võ đạo, vẫn là sinh hoạt giả thú như cũ, sống hơn ngàn năm, cũng chỉ là yêu thánh tầng 4, tầng 5. Đương nhiên, tầng tử cũng không quan tâm những thứ này. Hắn đang chạy trối chết, ta không thể chạy loạn, trước hết làm rõ ràng phương hướng, phải hướng phía Tử Vân vực chạy tới mới có thể sống sót hắn biết rõ yêu vực khủng bố, càng là xâm nhập, thì đại yêu càng nhiều, thậm chí có đại yêu cấp chuẩn đế ẩn núp lên. Trước bắt cái yêu quái hỏi đường. Quyết định chủ ý, hắn liền hành động. Cũng không lâu lắm, hắn gặp một con yêu quái loại gấu, cái thẳng nhu này nhìn thấy hắn thì phản ứng đầu tiên, chính là dương nanh múa vút lao đến. Sau một lát, đầu đại hắc hùng này bị đánh cho mặt mũi bầm dập, trên đầu còn sưng lên một cục to đùng, khóe mắt treo nước mắt, ngồi tại nguyên chỗ ta hỏi ngươi, tử vân vực tại bên nào, tần tử hai chân cách đất 2 mét, để cho mình cùng đầu hắc hùng tinh này cần bằng nhìn thẳng vào mắt nhau, nhà nhạc hỏi. Mật ong. Nơi nào có mật ong, đầu hắc hùng tinh này hai mắt tỏa sáng, cấp tốc hết nhìn đông tới nhìn tây, cái mũi còn buông lỏng mấy lần, giống như đang ngửi mùi. Nhân tộc tại bên nào, tần tử khóe miệng co giật mấy lần, đổi cái thuyết pháp. Nhân tộc. Cái gì là nhân tộc? Ánh mắt hắc hùng tinh lộ ra vẻ mờ mịt, sắc mặt Tần Tử triệt để đen xuống. Cái mẹ nó, đây hoàn toàn là đàn gãy tai trâu. Thế là trong lòng khó chịu hắn cảm thấy đầu hắc hùng tinh này không thành thật, là đang cố ý treo đùa hắn. Quyết định lại đánh nó. Phanh phanh phanh, ôi ngao ô, tha mạng a, à, Tần Tử quyền đấm cướp đá, bụi mù cuồn cuộn. Đầu hắc hùng tinh này dùng song trảo ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất, kêu cha gọi mẹ. Hồi lâu, Tần Tử cảm thấy phát tiết đến không sai biệt lắm liền đình chỉ ẩu đã, tiếp tục hỏi nhân tộc tại bên nào nhân tộc dáng dấp ra sao a à, hắc hùng tinh bôi nước mắt bị khuất hỏi chính là giống như ta tần tử tức giận nói ra cánh tay bắp chân nhỏ mặc quần áo dáng dấp còn nhìn rất đẹp a à nha hắc hùng tinh tranh thủ thời gian gật đầu sau đó nhỏ giọng nói lầm bầm thế nhưng là ngươi cũng không dễ nhìn a à, gầy không béo mấy không có mấy lượng thịt hả tần tử mắt lộ ra hung quang hắc hùng tinh chất phát giật nảy mình thân thể co rụt lại về sau, tranh thủ thời gian kêu lên, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, ngay tại bên kia. Phương xa bên kia, có vẻ như có rất nhiều gia hỏa giống như ngươi. Nó duỗi ra một cái móng vuốt, chỉ phía phương xa. Lúc này chính vào trạng vạn tối, bên kia, bầu trời mang theo màu cam nhà nhạt, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, tự hồ dựng dục văn minh cùng hy vọng không có nói láo, tần tử hồ nghi nói. Không có, tuyệt đối không có, Hắc hùng tinh rụt đầu một cái, lời thề son sắc nói. Nhưng là tần tử vẫn là không yên lòng. Thế là lại đánh đầu hắc hùng tinh này nhiều lần tơi bời, đem đối phương nửa cái mạng đều đánh không có, mới xác định đối phương không có nói sai. Cám ơn. Thế là, hắn ném mấy quả linh quả, đằng không mà lên, hướng phía cái phương hướng kia bay đi. Hắn không có giết đầu hắc hùng tinh này. Bởi vì hắn biết, yêu quái cũng không phải là xấu, chỉ là chủng tộc khác biệt mà thôi, tại yêu vực, những yêu quái phổ thông này cũng sinh hoạt giống nhân tộc bình thường bên kia, không tranh quyền thế. Chân chính cùng nhân tộc đối lập là những cái quý tộc yêu vực kia, cũng chính là những cái đại yêu chân chính kia, mà lúc này, trên bầu trời. Tần xuyên dùng 30 giá trị gọi cha mua áo tàng hình, ẩn giấu đi khí tức quanh người, yên lặng giám thị nhi tử tiện nghi. Hắn kinh ngạc phát hiện. Tần bé heo tại một phen, lễ phép, hỏi đường, về sau lại còn là hướng phía chỗ sâu yêu vực chạy tới hắn nghi ngờ một chút sau đó bỗng nhiên sáng sủa có vẻ như những cái đại yêu lợi hại chân chính kia đại đa số đều là hình người tần tử hướng phía cái phương hướng kia một đường bay đến đều không tiếp tục gặp được yêu quái gì có lẽ là nguyên nhân ban đêm đương nhiên tần tử càng muốn tin tưởng đó là bởi vì hắn càng ngày càng tới gần biên giới yêu vực dù sao dựa theo bình thường mà nói, địa khu biên cảnh đều là tương đối cằn cỗi. Hắn vẫn luôn rất lạc quan. Nhưng là hắn lại không biết, phụ thân yêu dấu của hắn, đã âm thầm không biết giúp hắn dọn dẹp bao nhiêu yêu quái. Những yêu quái này thường thường nghe được khí tức nhân loại trên người hắn, còn không kịp gào thét, còn đến không kịp xông lại, liền đã vô thanh vô tức ngã trên mặt đất, ngay cả tro bụi đều không có tóe lên tới cho nên, tần tử cứ như vậy, một đường thế như trẻ tre, hết sức an toàn xâm nhập nội địa toái tinh yêu vực. Cái này cũng nói rõ một cái đạo lý nào có cái gì gọi là năm tháng tĩnh lặng, chỉ là có người đang thay ngươi tiến lên. Nào có cái gì gọi là năm tháng bình yên, chỉ là có người đang thay ngươi xông pha chiến đấu, nhán một cái, lại qua năm ngày. Rốt cục, tần tử thấy được một tòa thành lớn, mà lại có rất nhiều người ra ra vào vào, có người đằng không mà lên, có người từ phương xa mà tới. Thành thị nhân tộc, tần tử hai mắt tỏa sáng, cái này tất nhiên là đến biên giới tử vân vực, hắn rốt cục chạy thoát ha 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 hơn nửa năm tử vân vực ta trở về tần tử ta chân chính lại thấy ánh mặt trời hắn vui sướng ngửa mặt lên trời quát to một tiếng một tiếng gầm thét này đưa tới rất nhiều người cửa thành chú ý nhưng là mọi người xa xa nhìn hắn một cái về sau cũng không để ý đến tiếp tục ra ra vào vào tại chỗ cửa thành chật hẹp kia tiết tấu không loạn chút nào tần tử tâm tình thật tốt bay đi hắn đang muốn vào thành đột nhiên thân thể của hắn cứng đờ bởi vì hắn nhìn thấy trên cửa thành kia viết bốn cái chữ lớn giữ tợn đông di yêu thành yêu thành hắn cũng không phải là thật không nghĩ gì trước đó chẳng qua là quá muốn trở lại nhân tộc cương vực quan tâm quá sẽ bị loạn lúc này nhìn xem mấy chữ này lại cảm thụ yêu khí nồng đậm chung quanh một chút hắn nháy mắt hiểu được sau đó tê cả da đầu mà lúc này hắn cũng rõ ràng cảm nhận được không khí chung quanh trở nên quỷ dị không khí đều trở nên yên tĩnh hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại phát hiện chúng người chung quanh đều dừng lại bước chân, yên lặng nhìn xem hắn. Bên trong từng đôi mắt dìa, có quang mang tinh hồng, thậm chí có sát khí nồng đậm thẩm thấu mà ra. Các vị, chào buổi sáng, da mặt tần tử cứng ngắc cười cười, chậm rãi giơ tay lên, lắc lắc mọi phía, sau đó bốn ngón tay cong mấy lần. Giết hắn, không biết là ai kêu một tiếng, bầy yêu lập tức hướng phía tần tử đánh tới, từng cái khí thế hùng hổ, tàn bạo vô cùng. Chỉ là thiên vị thánh nhân, dám xâm nhập ta toái tinh yêu vực nội địa, thật sự là quá phách lối, căn bản không có đem ta yêu tộc để vào mắt, đây là lớn ta yêu tộc không người sao, xé nát hắn, bầy yêu vô cùng phẫn nộ, tại trong mắt bọn chúng, người này nên ngang xuất hiện tại nơi này, rõ ràng chính là đang nhục nhã bọn chúng. Bọn chúng muốn diệt sát người này. Nhưng mà phanh 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 phanh, liên tiếp mấy tiếng trầm đục truyền ra, những yêu tộc này từng cái bay rớt ra ngoài, bay ra đầy trời, giống như tràn diện phim, công phu hừ, thật coi tiểu gia ta là ăn chay, tần tử hừ lạnh một tiếng, sau đó hóa thành một đạo trường hồng hướng phía phương xa bay đi, hắn khống chế phi toa hoàng khí, cấp tốc biến mất ở chân trời. Cái hoàng khí phi toa này, vẫn là vị hoàng giả nam vực ở mảnh vỡ đại lục kia đưa cho hắn, lúc ấy vị hoàng giả kia bị cha hắn cắm trên mặt đất, lột sạch làm càng, nhân tộc tiểu bối, cũng dám càng rỡ, giết hắn, rất nhanh, bên trong đông di yêu thành, có mấy vị cường giả cảnh giới yêu hoàng phóng lên tận trời, mang theo áp lực mênh mông đuổi giết mà đi. Yêu hoàng xuất thủ, không thể coi thường. Giống như mấy khỏa mặt trời đồng thời lên không, những nơi đi qua, thiên lôi cuồn cuộn, uy áp kinh khủng càng quét mà qua. Thế nhưng là, cũng không lâu lắm, chân trời truyền đến động tĩnh kinh khủng, tự hồ là một đạo băng long chi thương khổng lồ từ trên trời giáng xuống, quan ảnh chiếu rọi thập phương. Quanh long mặt đất đột nhiên rung lên, quan mang đem đường chân trời đều bao phủ, tùy theo truyền đến, còn có tiếng kêu thảm mấy vị yêu hoàng kia a à, a à, đế khí hắn có đế khí báo thù cho ta cái thanh âm thê lương này để đám yêu tộc trong thành tê cả da đầu sau đó lại từng cái rung động không thôi đế khí tiểu tử nhân tộc kia lại có đế khí ta hiểu được đột nhiên một thanh âm không biết từ nơi nào vang lên mang theo một cổ đắc ý tự cho là cơ trí cùng hưng phấn cái tiểu tử nhân tộc này khẳng định là đạt được manh mối một kiện đế khí phát hiện đế khí tại toái tinh yêu vực cho nên mới bí quá hóa liều, đi vào toái tinh yêu vực chúng ta tìm kiếm đế khí, rất hiển nhiên, hắn đã tìm được, cái yêu tộc khác nghe vậy nhao nhao gật đầu, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, lại tìm không thấy vị yêu. Quái nói chuyện kia. Đối với cái này, mọi không cảm thấy kinh ngạc. Trí giả luôn luôn giấu ở bên trong đám người. Cái gọi là ba người thành chợ, chỉ cần xác định logic cơ bản, tin tức tự nhiên là sẽ truyền đi, mà khi truyền bá, phương diện chi tiết cũng sẽ càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng hợp lý hóa, cuối cùng so với thật sự còn muốn thật hơn, kết quả là rất nhanh, quái tinh yêu vực chấn động, vô số đại yêu nhau nhau hành động, muốn đuổi bắt cái nhân loại gan to bằng trời này. Mặt mũi toái tinh yêu vực ngược lại là việc nhỏ, chủ yếu là món đế khí kia, ai thấy không thèm, đối với cái này, tần tử không ngừng kêu khổ, hắn không nghĩ ra, những yêu quái này làm sao biết hắn có đế khí hắn còn tưởng rằng là khí tức cửu hoàng lô bị cảm ứng được. Kỳ thật, là băng long thương của Tần Xuyên, Tần Xuyên một mực tại bầu trời hộ giá hộ tống vì nhi tử mình. Bây giờ, tại sau khi trải qua vài ngày chạy trốn, Tần Tử đã đại khái biết rõ phương hướng chỗ cương vực nhân tộc. Nhưng chỉ cần Tần Tử muốn chạy hướng tới cương vực nhân tộc, Tần Xuyên liền sẽ phóng xuất ra uy áp hoàng giả, đồng thời phát ra tiếng quái khiếu, làm bộ là hoàng giả yêu tộc đuổi tới, để nhi tử tiện nghi chỉ có thể hướng cái phương hướng khác chạy không khác biệt lắm với chó chăn cừ. Chỉ là, mục đích chính là heo. Tần xuyên mình mặc tàng hình 30 giá trị gọi cha áo, cũng không lo lắng bị yêu tộc phát hiện. Coi như cường giả yêu đế, nếu như không cẩn thận dò xét, cũng rất khó phát hiện hắn, mà tối tinh yêu vực rất không có khả năng có yêu đế. Tại phía dưới tần xuyên hộ giá hộ tống, tần tử chỉ đi dạo phạm vi tại nội địa yêu vực. Hắn cảm thấy rất kỳ quái bởi vì gặp phải đều là yêu thánh cửu trọng thiên vậy mà một cái yêu hoàng đều không có gặp được hắn cũng không biết tại trong mắt yêu tộc hắn đã giết rất nhiều yêu hoàng mà lại đều là dùng đế khí đánh giết thời gian trôi qua cường giả yêu tộc đuổi giết tần tử càng ngày càng mạnh hoàng giả bình thường cũng không dám xuất thủ ít nhất là hoàng giả đỉnh phong thậm chí có chuẩn đế quanh long long vào một ngày này tần tử rốt cuộc gặp phải cường giả chuẩn đế vì cái gì bởi vì Tần Xuyên cũng không thể lặng yên không tiến động giải quyết hết cường giả dạng này, mà lại, hắn chờ không phải là cường giả như này sao, chỉ là thánh nhân tam trọng thiên, cũng dám tự tiện xông vào yêu vực, ngược lại là can đảm lắm, chỉ tiếc, không phải tộc loại của ta, trên bầu trời, vị chuẩn đế kia cũng không hề lộ diện, nhưng là bầu trời mây đen che đỉnh, điện thiểm sấm sét tràn diện hùng vĩ. Tiền bối tha mạng, Tần Tử không chút do dự, lập tức cầu xin tha thứ, giơ cao hai tay kêu lên, khoan động thủ đã. Vãn bối có lời nói, bản tọa không muốn nghe, chết. Ngữ khí vị chuẩn đế kia bình thản sau đó, một cổ y áp ngập trời nghiền ép mà xuống, tự hồ càng không đều muốn xoay chuyển tới, đinh. Cường giả chuẩn đế nhất trọng thiên sinh ra sát ý đối với nhi tử ngài, căn cứ tình thương của cha như núi, nguyên tắc phụ thân nhất định phải thắng, đem tu vi ngài tăng lên tới chuẩn đế nhất trọng thiên, thanh âm hệ thống vang lên tại bên tai tần xuyên. Quanh, giờ khắc này, thể nội tần xuyên giống như thiên băng địa liệt, lại hình như là thiên địa triệt để khôi phục có sinh mệnh tiểu thế giới của hắn triệt để thành hình biến thành một cái tiểu thế giới chân thực không còn là một bức họa như thế mà là chân chính có núi có nước cỏ cây sinh trưởng vạn vật đều có thể sinh tồn tại bên trong tiểu thế giới được trao cho linh hồn đây là tiêu chí chuẩn đế mà chuẩn đế chia làm cửu trọng thiên chính là quá trình tiểu thế giới thể nội không ngừng khuếch trương Tiểu thế giới là suối nguồn lực lượng chuẩn đế, tiểu thế giới càng lớn, lực lượng chuẩn đế liền càng mạnh, mà khi tiểu thế giới khuếch trương đến cực hạn, về sau sẽ sinh ra, võ vận, chuẩn đế dung hợp võ vận, liền có thể trở thành võ đế, đến lúc đó. Mọi cử động có thể dẫn động thiên địa đại thế, thậm chí có thể điều động rất nhiều đại đạo thế gian, có uy năng lớn lao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy cái đạo uy áp kia liền muốn nghiền nát tần tử, tần xuyên xuất thủ, đồng dạng là một đạo uy áp ép tới, cứng đối cứng. Phanh uy áp vị chuẩn đế kia lập tức tán loạn, giống như sương mù kim sắc bị gió lớn thổi đi, không chỉ có như thế, trời đầy mây đen kia cũng bị xé nát, là ai, vị kia chuẩn đế giận tím mặt. Lăng Tần xuyên không có hiện thân, chỉ là nhà nhạc phun ra một chữ, thanh âm khàn khàn, giống như lão giả. Vị chuẩn đế kia rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới có người sẽ bá đạo như thế, trực tiếp để hắn lăng. Sau đó, hắn lạnh lùng hỏi, không biết là vị nào cường giả ở đây, là nhân tộc hay là yêu tộc, để ngươi cút thì cút, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Tần Xuyên từ tốn nói, giấu đầu lộ đuôi, cũng dám cuồng vọng như thế, có dám ra đánh với ta một trận hay không, vị kia chuẩn đế quát lớn. Người liền đứng tại trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy ta, vậy mà cũng dám nói đánh với ta một trận. Tần Xuyên cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, ngươi, xứng sao, quanh, lần này, vị yêu tộc chuẩn đế này triệt để nổ, một cổ thần niệm khổng lồ phóng thích mà ra, đem phương viên thiên địa vạn dặm đều quét mắt một lần, ngay cả dưới mặt đất đều bị đánh tới bi thảm. Nhưng mà, không thu hoạch được gì. Lập tức, vị yêu tộc chuẩn đế này sắc mặt xanh xám, đồng thời trong lòng bắt đầu chột dạ. Hắn tự hồ đá trúng thiết bản, hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, khoản nợ hôm nay này, bản tọa nhớ kỹ, vị chuẩn đế này thấy một quyền không làm được gì, thả ra một câu ngoan thoại, liền chuẩn bị lui đi nhưng mà tần xuyên thản nhiên nói ta để ngươi đi rồi sao vị kia chuẩn đế giận dữ hết ngươi chớ có khinh người quá đáng bản tọa nếu là liều mạng ngươi không chết cũng bị thương vậy thì không nhất định tần xuyên thản nhiên nói lập tức trên mặt vị chuẩn đế này lúc thì đỏ lúc thì trắng hắn biết khẳng định đánh không lại người này ngay cả đối phương người đều tìm không thấy có thể đánh được mới có quỷ đồng thời từ uy áp trước đó đụng nhau hắn cũng có thể cảm nhận được lực lượng của đối phương tuyệt đối ở trên hắn, cũng không phải là cáo mượn oai hùng. Hắn xoắn suýt hồi lâu. Cuối cùng cố nén khuất nhục, da mặt cứng ngắc, trầm giọng hỏi, ngươi muốn thế nào, ta muốn, ngươi chết. Sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen khổng lồ, sau đó, một bàn tay lớn màu vàng ống từ bên trong vòng xoáy ló ra. Bàn tay này giống như diều hâu vồ gà con, hướng phía vị yêu tộc chuẩn đế kia chụp tới. Rầm rầm, mảng lớn mây đen hướng phía đại thủ dũng mãnh lao tới bàn tay to kia tự hồ hóa thành một cái lỗ đen có thể thôn phệ hết thảy muốn giết ta không có như vậy dễ dàng vị kia chuẩn đế nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân một phát ra huyết qua ngập trời tốc độ bạo tăng hướng phía phương xa bay đi ha ha chạy trốn được sao tần xuyên lạnh lùng cười một tiếng sau một khắc trên đường chân trời một mặt trời khổng lồ kim sắc vô biên chậm rãi dâng lên từ trái đến phải đem đường chân trời đều chiếm cứ một nửa, mà vị chuẩn đế kia giống như tự chui đầu vào lưới, trực tiếp xung kích bên trong vòng kim sắc mặt trời kia. A à, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ bên trong phát ra, tự hồ có một thân ảnh dãy dụa tại bên trong mặt trời kim sắc, nổi lên từng đạo bọt nước, thật giống như có người bay nhảy tại trong nham tương. Rất nhanh, cái tiếng kêu thảm thiết này biến mất, mà vòng mặt trời kia cũng chậm rãi từ từ tiêu tán. Thông nhật đế kinh, con mắt tần tử trừng lớn, sau đó quanh thân nhiệt huyết sôi trào lên, kinh hỷ hét lớn cha nhất định là cha bởi vì cha hắn liền có thôn nhật đế kinh mà lại ngoại trừ cha hắn tự hồ cũng không có cường giả gì sẽ tại loại tình huống này xuất thủ cứu hắn nhưng mà trên bầu trời không có trả lời cha đừng giả bộ ta biết là ngài tần tự hắc hắc cười một tiếng làm càng người đây là đa nhục nhã lão phu sao cái thời điểm này một giọng già nua vang lên tự hồ tại ngắn mũi kinh ngạc về sau phát ra xấu hổ giận dữ mà quát lớn nụ cười tần tử cứng đờ thanh âm già nua kia tiếp tục quát lớn lão phu tu luyện mấy vạn năm tử tôn hậu duệ đều truyền thừa trăm ngàn đời sao lại có nhi tử còn trẻ như ngươi vậy ngươi là nói lão phu già mà không kính sao tần tử nghe vậy triệt để trợn tròn mắt xấu hổ giận dữ trong giọng nói lão giả này không giống như là giả vờ thật giống như một cái lão già coi trọng danh dự bị người ta vu cáo muốn cùng người liều mạng Tần tử hít sâu một hơi, thận trọng hỏi, vậy không biết tiền bối là thân phận gì, lại vì sao muốn cứu ta, thanh âm già nua trầm mặt một chút. Sau đó thở dài nói, mà thôi mà thôi, chuyện tới bây giờ, nói cho ngươi cũng không sao. Kỳ thật, lão phu đến từ thôn nhật đế cung, là trưởng lão thôn nhật đế cung, đang khảo sát ngươi. Cái gì, con mắt tần tử trừng lớn, sau đó khẩn trương lên. Bởi vì hắn sư phụ nói qua, hắn học thôn nhật đế kinh bị người thôn nhật đế cung phát hiện, về sau chắc chắn sẽ có phiền phức. Rất có thể bị đuổi giết, nhưng là nghĩ đến đối phương cứu hắn, còn nói ra hai chữ, khảo sát, hắn cũng hơi buông lỏng xuống tới. Xin hỏi tiền bối, là khảo sát cái gì, mà lại ngài là cái thời điểm gì bắt đầu khảo sát ta sao, hắn cung kính hỏi. Ngươi tại tử vân học cung sử dụng qua thôn nhật đế kinh, có người bí mật thông tri chúng ta, về phần là ai nói, cái này ngươi cũng không cần hỏi, lão phu cũng sẽ không nói cho ngươi thanh âm già nua nói chẳng lẽ là lộc gia tần tử cái thứ nhất liền nghĩ đến lộc gia bởi vì cũng chỉ có lộc gia cùng hắn mang thù mà lại thế lực khổng lồ có thể tiếp xúc đến loại thế lực cấp bậc thôn nhật đế cung này là ai đều không trọng yếu thanh âm già nua từ tốn nói nhưng là cũng không có phủ nhận bên trong vô hình liền đem mũ chụp tại trên đầu lộc gia hắn tiếp tục nói ra đế cung nhận được tin tức về sau lão phu liền đến khảo sát ngươi bởi vì phàm là người bên ngoài thôn nhật đế cung có tu luyện thôn nhật đế kinh chúng ta đều có hai loại phương thức xử lý một là trực tiếp giết chết hai là khảo sát nếu như khảo sát hợp cách có thể chiêu nhập đế cung trở thành người ứng cử thần tử tần tử hỏi vậy nếu như khảo sát không hợp cách thì sao thanh âm già nuôi lạnh lùng nói tự nhiên là giết chết tần tử nghe vậy lập tức khắp cả người phát lạnh hắn lung lay đầu lấy lại tinh thần hô hấp dồn dập mà hỏi xin hỏi tiền bối Ta trước mắt khảo sát hợp cách sao? Thanh âm già nua thản nhiên nói, cái khảo sát này cần thật lâu, mà lại muốn thi xem xét rất nhiều phương diện, tỉ như tốc độ tu luyện, ngộ tính, chiến lực, cơ trí lúc đối mặt nguy hiểm, tỉnh táo, cùng tâm tính vân vân trước mắt mà nói, biểu hiện của ngươi coi như không tệ, có hy vọng thông qua khảo sát gia nhập thu nhật đế cung. Tần Tử nghe vậy, thở dài một hơi, chí ít mạng nhỏ tạm thời bảo vệ, mà lại có vẻ như còn nhiều thêm một vị bảo tiêu cường đại thần bí a hắn nghĩ nghĩ mong đợi hỏi tiền bối hiện tại ta thân ở toái tinh yêu vực vì thời đều có thể bị giết chết ngài có thể mang ta trở về tử vân vực không thanh âm già nua cười lạnh nói ha ha đây cũng là một trong những nội dung khảo sát trừ phi có chuẩn đế ra tay với ngươi cái nguy hiểm khác ta là sẽ không cứu ngươi nếu như ngươi ngay cả cửa này đều không qua được vậy ngươi cũng không xứng trở thành thần tử hậu tuyển thôn nhật đế cung ta chết cũng liền chết tần tử nghe vậy nhận lấy rung động to lớn hắn cẩn thận phân tích đối phương một chút phát hiện không có chút nào lỗ thủng thế là cũng không còn hoài nghi tiền bối ta hiện tại hẳn là đi bên nào hắn thử hỏi hắn hy vọng vị tiền bối sâu không lường được này có thể cho hắn một chút trợ giúp nho nhỏ nhưng mà không có trả lời tiền bối hắn tiếp tục gọi một tiếng vẫn không có đáp lại lập tức hắn hiểu được đối phương thật sẽ làm như hắn nói trừ phi chuẩn đế xuất thủ nếu không căn bản sẽ không quản hắn. Ai hắn một tiếng thở dài, hướng phía phương hướng bên cạnh bay đi, bởi vì tại nhiều lần nếm thử, về sau hắn đã biết, phương hướng về Tử Vân vực có rất nhiều yêu hoàng cường đại chặn lấy, đang chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Mà lúc này, bên trong bầu trời, tần xuyên cười. Cho đến trước mắt, kế hoạch rất thuận lợi, tất cả đều nắm giữ tại bên trong lòng bàn tay. Đặc biệt là biên tạo cái hoa ngôn liên quan tới thôn Nhật đế cung này về sau hành động của hắn liền càng lộ ra thêm hợp lý. Hắn dùng một loại phương thức uy áp đe dọa, đem tần tử hướng phía phương hướng hắn muốn đuổi, tựa như chó chăn cừu đuổi dê. Kỳ thật hắn đang câu cá. Chuẩn xác mà nói, hắn là đang câu chuẩn đế, trừ chuẩn đế ra, bất luận cái hoàng giả gì đều không thể xuất hiện tại trước mặt tần tử, bởi vì chỉ cần tới gần phạm vi ngàn dặm, liền sẽ bị hắn trực tiếp diệt sát. Đương nhiên, còn có một chút tôm cá nhảy nhép, hắn sẽ cố ý bỏ vào, tạo thành một chút phiền toái nhỏ cho tần tử bởi vì chỉ có một mực ở vào bên trong phiền phức mới sẽ không suy nghĩ lung tung mới sẽ không nghĩ vì sao lại thuận lợi như vậy như này tần tử liền có thể một mực hữu kinh vô hiểm mà tiến lên hướng phía phương vị những cái chuẩn đế kia nghĩ lại tần xuyên vì cái gì biết nơi nào có chuẩn đế đâu bởi vì hắn có địa đồ a hắn thân là trưởng lão tử vân học cung phía dưới trăm phương ngàn kế muốn lấy một trương địa đồ toái tinh yêu vực vẫn là rất đơn giản địa lý phân bố toái tinh yêu vực, địa phương nào có thế lực lớn, chỗ nào có đại yêu ẩn núp, tâm lý hắn cơ bản nắm chắc chỉ cần chuẩn đế ra đuổi giết tần tử. Tu vi hắn liền sẽ tăng lên tại chỗ, sau đó diệt sát đối phương, tiếp tục vội vàng thúc đẩy tần tử tiến lên, không có gì bất ngờ xảy ra, dùng loại phương thức này, có thể đem toàn bộ toái tinh yêu vực đều càng quét một lần. Đương nhiên, mấy vị chuẩn đế vẫn lạc, về sau cái chuẩn đế khác đoán chừng đều có thể đoán được có cường giả trong bóng tối bảo hộ tần tử, liền sẽ không xuất thủ. Ai cũng không ngốc, sẽ không tùy tiện chịu chết. Cho nên, hắn đoán sơ qua, hành trình toái tinh yêu vực lần này, hẳn là có thể đem tu vi tăng lên tới chuẩn đế tứ, ngũ trọng. Hắc hắc, người ứng cử thần tử thôn nhật đế cung. Đến thời điểm đó, tần bé heo tự cho là thông qua thôn nhật đế cung khảo hạch, hăng hái tranh cử thần tử, hình tượng tự chui đầu vào lưới kia, ta cũng không dám tưởng tượng. Nghĩ đến nơi này. Hắn cười không tử tế, hắn phản phất nhìn thấy, tần tử bị hai vị cường giả thôn nhật đế cung một trái một phải dìu lấy hai tay kéo lên, còn quay đầu hô to thả ta ra, ta là hậu tuyển thần tử. Ta là tới tham gia tranh cử thần tử, ai, cũng là vì tôi luyện nhi tử. Hắn dụng tâm lương khổ A à, thời gian trôi qua, ba ngày trôi qua. Trong ba ngày này, tần tử lại tao ngộ mấy đợt tạp ngư, cũng chính là cái gọi là thiên tài tuổi trẻ yêu vực, thậm chí còn gặp mấy cái đệ tử toái tinh học cung, nhưng đều bị tần tử chém giết bởi vì đối phương nghe nói tần tử giết rất nhiều hoàng giả, cho nên đều là trạng thái liều mạng, cũng không có cuồng ngạo cùng trang bức. Cho nên giết cũng không có giá trị gọi ra hệ thống quy định, nhất định phải là tại đối phương xem thường tần tử, trang bức tại trước mặt tần tử, sau đó bị đánh mặt, mới có giá trị liều cha. Trước mắt giá trị liều cha của hắn, còn có 108. 6. Nguyên bản sau khi đánh mặt Lộc Thành, đạt đến 138. 6 nhưng là mua áo tàng hình bỏ ra 30 điểm giá trị liều cha, cho nên chỉ còn như thế điểm rồi. Quanh long long, vào một ngày này, lại một vị chuẩn đế giáng lâm, đây là một vị chuẩn đế nhị trọng thiên, không có bất luận cái nói nhảm gì, trực tiếp hạ sát thủ. Tu vi tần xuyên lập tức tăng lên. Chuẩn đế nhị trọng thiên, sau đó, vị chuẩn đế. Này! Tốt, đúng vậy, vị chuẩn đế này danh tự cũng không có, thậm chí liền lời kịch đều không có, trực tiếp liền nhận cơm hộp rồi từ trần. Bởi vì không muốn nước. Sau đó, Tần Xuyên vội vàng dùng tần bé heo làm mồi câu, tiếp tục câu cá, chuẩn xác mà nói là câu chuẩn đế. Mà cùng lúc đó, Toái Tinh học cung lại bị ngăn cửa, đây là một cái thanh niên Kim Y bá đạo, từ Tử Vân vực ngồi phi thuyền ngăn cửa mà đến, quét ngang Toái Tinh học cung, mà lại còn không phải một cái cảnh giới. Cái thanh niên Kim Y này lấy cảnh giới thánh nhân bác trọng thiên khiêu chiến toàn bộ toái tinh học cung, cường thế đến rối tinh rối mù. Hắn nguyên thoại là trừ bên ngoài bát trọng thiên, yêu thánh cửu trọng thiên cũng có thể lên, đương nhiên, nếu các ngươi có hứng thú, có thể để mọi người cùng tiến lên. Toái tinh học cung nổ tung Quần tình xúc động phẫn nộ, những thiên tài yêu tộc này cảm giác mình đã bị nhục nhã, đặc biệt là mấy vị yêu thánh cửu trọng thiên kia, bọn hắn, thế nhưng là hướng về phía cửu trọng hoàng kiếp để đi tới, hướng về phía đại đế chi tư đi tới, không thành công, liền thành nhân. Thiên kiêu như này, kiêu ngạo cỡ nào, thế là chiến đấu kịch liệt nhất bạo phát, một ngày này. Bên trong Toái Tinh học cung, quanh minh ngập trời, bên trong bầu trời, khí huyết hùng hậu như đại dương minh mông lăn lộn, khí tượng kinh thiên, cuối cùng, toàn bộ đệ tử Toái Tinh yêu cung, tất cả đều bị đánh ngã, mà những cái không dám xuất thủ kia, cũng đều nằm rạp trên mặt đất, rung lẩy bẩy. Trên quảng trường chất đầy thi thể. Thậm chí có hai vị yêu thánh cửu trọng thiên cũng bị chém vết bọn chúng hiện ra nguyên hình huyết dịch trên mặt đất chảy xuôi nhìn thấy mà giật mình ngươi 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 các trưởng lão toái tinh học cung từng cái con mắt đỏ bừng thậm chí kém chút không kèm được muốn đích thân xuất thủ diệt đi người trẻ tuổi này nhưng cuối cùng bọn hắn nhịn được cường giả tầng cao nhất hai tộc quyết định thiết luật tuyệt đối không dung xúc phạm nếu không bọn hắn cũng khó khăn thoát khỏi cái chết mà chỉ cần bọn hắn không dám diệt người trẻ tuổi này như vậy liền đến thời điểm người trẻ tuổi này bàn điều kiện. Thanh niên Kim Y đe dọa nhìn rất nhiều yêu tộc trưởng lão, cường thế nói, ta nếu là nguyện ý, có thể dừng lại tại cái cảnh giới này, chắn các ngươi một trăm năm, để toái tinh học cung các ngươi bên trong trăm năm, không người dám đột phá bát trọng thiên, chỉ có thể lấy thất trọng thiên thành hoàng, đoạn tuyệt con đường yêu đế, đông đảo trưởng lão sắc mặt tái nhật. Quái tinh cung chủ cũng không ngoại lệ, bọn hắn biết, quái thai trước mắt này tuyệt đối có tư cách này, mà nếu quả thật biến thành như thế, quả thực không dám tưởng tượng. Cái này đã không phải là vấn đề mặt mũi, mà là vấn đề truyền thừa, đến thời điểm đó, phàm là yêu tộc hậu bối có chút chí hướng, cũng không dám gia nhập Toái Tinh học cung, quái tinh học cung triệt để mất đi danh tiếng mà tới thời điểm đó, yêu tộc thánh điện trách tội xuống tới, kết quả của bọn hắn đều sẽ rất thê thảm, mà lại sẽ bị dính sĩ nhục suốt đời. Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Thanh âm Toái Tinh cung chủ lộ ra có chút mỏi mệt, hắn thân là cường giả chuẩn đế, rất ít khi xuất hiện loại cảm giác bất lực này. Thanh niên kim y hít sâu một hơi, sau đó chăm chú nhìn toái tinh cung chủ, ánh mắt kiên định, trầm giọng nói ra, một vị sư đệ của ta tại bên trong lịch luyện nửa năm trước bị người ta cướp đi, ta làm sư huynh dẫn đội, là ta thất trách, cho nên, ta có trách nhiệm đem hắn mang về, lại là ba ngày trôi qua. Tần xuyên lại xử lý hai vị yêu tộc chuẩn đế, nhưng mà hai vị chuẩn đế này đều là chuẩn đế tam trọng thiên. Bởi vì tin tức không có kịp thời truyền bá, cho nên vị chuẩn đế phía sau kia cũng không biết vị chuẩn đế trước mặt kia đã treo. Cho nên tới đưa đầu người. Mặc dù, cũng không phải là người. Tần Xuyên trong lòng hợp lại, bây giờ vẫn là chuẩn đế đã đạt tới bốn vị, nếu như tin tức triệt để truyền ra, đoán chừng liền không có chuẩn đế tiếp tục bị lừa rồi, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Dết, yes, rầm rầm rầm, lúc này, Tần Tử đang cùng một vị yêu thánh ngũ trọng thiên đại chiến, hai người đánh cho khó phân thắng bại, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mà tần tử càng là hăng hái. Hắn tu vi tam trọng thiên, cùng yêu thánh ngũ trọng thiên đối chiến, còn có thể không rơi hạ phong, đây là phong thái cỡ nào a? À? hắn đều nhanh muốn sùng bái mình, ngũ trọng thiên, không kém, hắn phóng khoáng cười một tiếng, sau đó đằng không mà lên, thần thể hóa thành một vòng mặt trời kim sắc chính là thôn nhật đế kinh, từ khi biết mình là đối tượng thôn nhật đế cung khảo sát, về sau tầng bé heo mười phần cơ trí, mỗi lần đối chiến đều dùng thôn nhật đế kinh, đây cũng là một loại nịnh bờ, giống như khen người phỏng vấn mình để mình có thể được tuyển. hắn cảm thấy đây là có thể được thêm điểm. a à, a, à, mặt trời kim sắc nghiền ép mà xuống, vị yêu thánh ngũ trọng thiên kia cũng không còn cách nào ngăn cản, phát ra một tiếng tiếng keo thảm thiết đau đớn, hôi phi yên diệt. tần tử thu lại quang mang, trôi nổi tại không trung, nhìn quanh hai bên, khí thôn sơn hà nói còn có ai? hắn vốn định trang cái bức nhưng mà sao một khách quanh long long quanh long long mấy cổ uy áp khổng lồ giống như thiên uy giáng lâm chỉ thấy mấy đạo hư ảnh thiên thần khổng lồ từ phương xa gào thét mà tới bốn vị chuẩn đế thần uy như biển quái tinh học cung tần xuyên hai mắt tỏa sáng hắn nhận ra người cầm đầu là cung chủ toái tinh học cung mặt khác mấy vị lão giả hẳn là loại hình nhân vật thái thượng trưởng lão toái tinh học cung tu vi mấy người kia đều tại chuẩn đế tầng 4, tầng 5, thậm chí có vị lão giả còn muốn mạnh hơn một chút. Đây là tới đưa kinh nghiệm, nhưng mà rất nhanh, mặt của hắn sụp đổ xuống tới, bởi vì hắn phát hiện, trên thân mấy người này, giống như cũng không có sát ý, cho nên, đây là tới làm cái gì, mà lúc này, tần tử đã dọa cho suýt bị ngất, đầu rụt lại cũng không dám lại gào thét, trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng. Tự hồ muốn nịnh nọt, lại có chút lo sợ bất an, muốn vỗ mông ngựa một chút, lại không biết mở miệng như thế nào các vị tiền bối hắn đang muốn nói cái gì liền bị toái tinh cung chủ đánh gãy toái tinh cung chủ thản nhiên nói theo chúng ta đi đi nơi nào tần tử thận trọng nói cùng lúc đó hắn lặng lẽ nhìn về phía bầu trời trong lòng hò hét tiền bối thôn nhật đế cung ngươi không thể nói chuyện mà không làm chứ đã nói xong chuẩn đế tới liền xuất thủ mà đương nhiên là đi toái tinh học cung toái tinh cung chủ lạnh lùng nói kỳ thật hắn nhìn thấy cái tiểu tử này, cũng hận không thể làm thịt tại chỗ, dù sao cái tiểu tử này lần trước đến ngăn cửa, bản mặt kia rất là phách lối. Nhưng là hắn nhịn được, đi toái tinh học cung làm gì, tần tử rụt đầu một cái, sợ sệt hỏi. Toái tinh cung chủ nhìn xem bộ dáng hắn, làm bộ làm tịch, cười lạnh nói bắt về quét nhà cầu, cái gì, tần tử con mắt trừng lớn, ngây dại tại chỗ, hắn chưa từng nghe qua, có ai nhục nhã một vị thiên kiêu như này, quét nhà cầu, còn không bằng dép đi, Đương nhiên, đây chẳng qua là đối với thiên kiêu phổ thông mà nói, mà tầng bé heo vừa vặn không ở trong đám này. Hắn hô hấp dồn dập, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem toái tinh cung chủ, hoảng sợ nói, chuyện này là thật, hả, lần này đến phiên toái tinh cung chủ kinh ngạc con mẹ nó, ta cố ý để ngươi cảm thấy buồn nôn một chút, dáng vẻ ngươi có vẻ giống như còn rất hưng phấn, hắn da mặt co quắp mấy lần. Sau đó hừ lạnh nói, trừ bên ngoài quét nhà cầu, còn có giặt quần áo, trồng rau, thậm chí là rửa cái bô, không có vấn đề ta có thể làm việc mà tần tử tranh thủ thời gian gật đầu hắn sợ cơ hội khó có này từ trong tay chạy đi vì mạng sống hắn cũng là liều mạng toái tinh cung chủ cảm thấy hắn đời này đều chưa thấy qua người trẻ tuổi không biết xấu hổ như vậy thế là cũng không muốn nói thêm cái gì soạt hắn vung tay lên một cổ năng lượng đem tần tử cuốn lại sau đó liền cùng mấy vị lão giả cùng một chỗ trở về toái tinh học cung mà tần xuyên mặc áo tàn hình thì là sững sờ ngay tại chỗ hắn nháy nháy mắt luôn cảm thấy chuyện này không khoa học toái tinh học cung vậy mà không giết tần tử chẳng lẽ là bởi vì hận thấu xương đối với cái tiểu tử này cho nên muốn trước bắt về nghiêm hình tra tấn chậm rãi bào chế tần xuyên trong lòng suy đoán cũng đi theo tốc độ chuẩn đế mười phần khủng bố cũng không lâu lắm liền đạt tới toái tinh học cung sau đó tần tử liền thấy phi thuyền ngăn cửa lơ lửng ngoài cửa toái tinh học cung kia phía trên còn đứng lấy một cái thanh niên kim y kim sư huynh tần tử kinh hô một tiếng có loại tha cảm giác kích động hương mộ cố tri hét lớn ngươi làm sao tại nơi này hắn biết đối phương là đến ngăn cửa nhưng là loại cảm giác kinh hỉ thấy đến cố nhân kia để hắn theo bản năng nói ra câu nói này ừm um, ta là tới ngăn cửa kim trĩ trên mặt theo bản năng hiện ra một vòng nụ cười nhưng là nụ cười còn không có triển khai lại bức trước thu liễm, trở nên rất lãnh đạm. Nói xong, lại tăng thêm một câu thuận tiện, "Ma ngươi trở về." "Cái gì?" Tần Tử con mắt trừng lớn, ngơ ngác nhìn hắn, sau đó tự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Toái Tinh cung chủ, Toái Tinh cung chủ sắc mặt xanh xám. Hắn ghét bỏ quay đầu đi, nghi người, giống như ném rác rưởi mà đem Tần Tử ném tới bên trên phi thuyền ngăn cửa. "Cút đi." Hắn lạnh lùng nói. Tần Tử nháy nháy mắt, thử hỏi vậy còn việc quét bồn cầu rửa bô toái tinh cung chủ nhịn xuống xúc động đánh người thanh âm tự hồ từ trong hàm răng vang ra đừng nóng vội về sau có rất nhiều cơ hội tần tử rung lập cập cười khang nói vậy vẫn là được rồi hắn quyết định về sau cũng không tiếp tục đến toái tinh yêu vực nhìn vẻ mặt này của toái tinh cung chủ nếu là hắn thật bị đối phương đuổi kịp chỉ sợ cũng không phải đơn giản như quét nhà cầu rửa cái bô có lẽ là người ta trong nhà cầu quét hắn hoặc là đem hắn từ đêm trong bầu đổ ra, chúng ta đi thôi. Lúc này, bên trên phi thuyền ngăn cửa, vị trưởng lão không có cảm giác tồn tại chút nào kia vừa cười vừa nói. Ừm. Kim Trĩ bình thản gật gật đầu. Rất nhanh, phi thuyền ngăn cửa khởi động, hóa thành một vệt kim quang, nhanh chóng phá không mà đi. Trước cổng chính Toái Tinh học cung. Toái Tinh cung chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão lạnh lùng nhìn xem đạo kim quang kia, trong mắt có không cam lòng nồng đậm. Nếu như có thể, bọn hắn thật muốn đem cái hai cái người trẻ tuổi nhân tộc này diệt sát tại nơi này. Hai tôn tuyệt thế yêu nghiệt có võ đế chi tư, tương lai không biết lại phải tạo thành áp lực bao lớn cho toàn bộ yêu tộc mà trên phi thuyền ngăn cửa. Tần tử qua hồi lâu, mới từ bên trong vui sướng khôi phục lại. Hắn nhìn về phía thân ảnh kim y ở đầu thuyền đưa lưng về phía hắn, tự hồ mãi mãi cũng cao ngạo lãnh khốc, cảm kích nói đa tạ kim sư huynh, lần này nếu không phải sư huynh cứu, ta chỉ sợ cũng muốn chết tại yêu vực. Không cần cảm ơn, ta vừa vặn tiện đường mà thôi." Kim Trĩ bình tĩnh nói, thanh âm hắn vẫn cao lãnh như cũ, không có tình cảm. "Ha ha, vị trưởng lão Tử Vân học cung không có cảm giác tồn tại chút nào kia, vì hiển lộ rõ ràng cảm giác tồn tại, phát ra một tiếng nụ cười thân thiện." Tần Tử lập tức, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. "Cái này cái gọi là tiện đường, chỉ sợ lượng quanh thế giới một vòng, cha hắn đã từng nói, thế giới là tròn." chỉ cần ngươi chịu đi quanh thế giới một vòng, như vậy bất luận cái phương hướng gì, bất luận cái địa điểm gì đều là tiện đường. Nghĩ đến nơi này, cái mũi hắn có chút mỏi nhừ, thanh âm khẽ run nói, Kim sư huynh, cảm ơn ngươi, tạ ơn hắn chỉ gặp qua đối phương hai lần, không thân chẳng quen, thậm chí lẫn nhau đều chưa hề nói chuyện, nhưng mà đối phương lại nguyện ý vượt qua ức vạn dặm cương vực, bốc lên phong hiểm sinh mệnh tới cứu hắn, đây là tình nghĩa cỡ nào, cái này, đều nói là tiện đường. Người cái này kim chỉ thấy tần tử nhiều sầu thiện cảm như vậy, lập tức xoay người lại, có chút chân tay luống cuốn. Hắn không cha không mẹ, cũng không có đọc qua sách, từ sinh ra mới bắt đầu liền lẫn vào nhân tộc, sau đó ngụy trang thành tán tu, một mực độc lai độc vãng, dẫn đến cũng không biết đối xử với người khác làm sao. Kỳ thật hắn rất khát vọng hữu nghị của nhân loại. Nhưng là hắn tự ti lại kiêu ngạo, hắn biết mình trời sinh bất phàm, nhưng lại sợ hãi người khác cũng không thích hắn, cho nên hắn một mực ngụy trang thành bộ dáng lạnh lùng không phải ta không cách nào dung nhập với các ngươi, là ta khinh thường, mà lúc này, Tần Tử chăm chú nhìn hắn, nói ra: "Kim sư huynh, ngươi cần bằng hữu không?" A, à, Kim Trĩ miệng há lớn. Tần Tử tiếp tục nói ra: "Ta biết, ngươi kỳ thật cũng không phải là lạnh lùng như mặt ngoài vậy, mặc dù ta không biết ngươi tại sao phải ngụy trang, nhưng là ta biết, ngụy trang là không sung sướng, cho nên, ngươi nguyện ý cùng ta làm bằng hữu không?" A, à, cái này ta cái thanh niên bá đạo quét ngang hết thảy toái tinh học cung này tại ngắn mũi kinh ngạc về sau trở nên có chút lúng cuốn tay chân thậm chí đầu lưỡi thắt nút gần như trong nháy mắt mặt kim trĩ đỏ bừng lên sau đó lỗ mũi cùng lỗ tai vậy mà giống như nồi hơi phun ra đại lượng khói trắng cái này tần tử trợn mắt hốc mồm ta đi xuống bên ngươi ngâm chỉ thấy kim trĩ nhảy xuống khỏi phi thuyền giống như thiên thạch rơi vào bên trong một cái hồ nhỏ màu xanh phía dưới âm um, âm um, âm um tại nháy mắt hắn rơi xuống nước trong hồ phát sinh bạo tạc to lớn đại lượng tôm cá bị tạc bay trong nước dâng lên khói trắng thậm chí nước hồ đều đang sôi trào chỉ chốc lát sau rất nhiều tôm cá biến thành màu đỏ hiện lên sau đó thân thể kim trĩ giống như một cái chữ đại mặt hướng đáy hồ lưng chỉ lên trời chậm rãi trôi nổi không nhúc nhích đây là tần tử sợ ngây người sau đó thật thà nhìn về phía trưởng lão tử vân học cung cũng đang trợn mắt hốc mồm mau đưa hắn vớt lên, hắn không biết bơi, vị này trưởng lão đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại biến, sau đó tranh thủ thời gian dùng năng lượng đem kim trĩ vớt lên. Rất nhanh. Kim trĩ bị đặt ngang ở bên trên bông tàu phi thuyền, toàn thân ướt sũng, sắc mặt tái nhợt, thoi thóp. Tần tử cùng vị này trưởng lão đều ân cần nhìn xem hắn. Chỉ thấy hắn từ từ mở mắt, hữu khí vô lực hỏi ngươi vừa rồi, nói cái gì tần tử ngẩn người, loại thời điểm này còn quan tâm cái này, nhưng vẫn là thành thành thật thật nói ra, kim sư huynh, ngươi nguyện ý cùng ta làm bằng hữu không? a, à, cái này, ân, có thể kim chỉ có chút nói năng lộn xộn, mà lại sắc mặt tự hồ lại muốn đỏ lên, nhưng giống như bởi vì quá hư nhược, thế là sắc mặt vẫn tái nhật. không biết có phải là sớm tính toán qua hay không? hắn sau khi nói xong, tự hồ vừa vạn hao hết khí lực cuối cùng, hai mắt nhắm lại, cứ như vậy ngất đi. cái này tần tử mờ mịt nhìn xem một màn này vị trưởng lão tử vân học cung kia, lại là lộ ra một nụ cười thân thiện, không biết nên khóc hay cười nói ra, hắn tính cách chính là như vậy, có thể là sự tình tới quá đột ngột, để hắn có chút ngại ngùng, tạm thời không biết làm sao bây giờ, ở trên thuyền này lại không có biện pháp rời đi, cho nên dùng giảm sóc một chút. Tần tử lập tức đã hiểu. Kim sư huynh nhìn như lãnh khóc, kỳ thật da mặt rất mỏng, đáp ứng làm bằng hữu, về sau cần dùng phương thức hôn mê, để trốn tránh ngại ngùng. Vị trưởng lão thở này dài nói ai, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt mặc kệ là thiên phú hay là nhân phẩm đều là nhân tuyển tốt nhất chính là quá quái gở trước lúc này hắn chưa từng có bằng hữu hy vọng đằng sau có thể có chút cải biến tần tử nghĩ nghĩ hỏi tiền bối kim sư huynh đến cùng là lai lịch gì tính cách rất kỳ quái như này đến cùng là hình thành như thế nào kim sư huynh hoàn toàn chính xác rất kỳ quái một mặt cao ngạo đến bầu trời coi trời bằng vung một mặt khác lại tự ti đến trong đất bùn thậm chí không dám cùng người kết giao cái này vị này trưởng lão trầm ngâm một chút, cười khổ nói. Kỳ thật ta cũng không biết, năm đó hắn là một người đi vào Tử Vân Học cung, chúng ta cũng tra không được quá khứ của hắn, hắn nói mình là một cái tán tu, không cha không mẹ, cái khác, ngược lại là thật không tìm ra manh mối. Tần Tử nhíu mày. Loại thể chất trời sinh thần lực như Kim Sư huynh này, khí huyết như hải, làm sao có thể là hài tử của người bình thường, tất nhiên rất có lai lịch. Đột nhiên, Tần Tử nhớ tới hỏi tới việc nhà của người ta là việc không tốt huống chi người ta còn nằm tại nơi này thế là hắn cười khổ lắc đầu được rồi vẫn là về sau chính ta hỏi hắn đi sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi tiền bối tại sao là các ngươi tới cứu ta cha ta đâu đúng a à, cha hắn đâu kim sư huynh đều tới cứu hắn nói rõ tin tức hắn tại toái tinh yêu vực đã truyền đến tử vân học cung như vậy cha hắn vì cái gì không có động tĩnh theo lý thuyết hắn có nguy hiểm cha hắn không phải hẳn là xông lên phía trước sao? vì sao hiện tại cũng không có xuất hiện? cái này không khoa học a? À, cái này vị này trưởng lão do dự một chút, sau đó dùng ngữ khí trầm thấp nói ra. tại trước khi nói, ta hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, lột bột. nhịp tim tần tử đột nhiên chậm nửa nhịp, cảm xúc từ ủy khuất cùng cuộc cường hưng sư vấn tội biến thành hoảng sợ. chuẩn bị tâm lý thật tốt, đây là cái ý tứ gì? chẳng lẽ là cha xảy ra chuyện rồi? gần như nháy mắt vô số suy nghĩ tại trong đầu tuôn ra để hắn hai mắt biến thành màu đen cảm giác trời cũng sắp sụp xuống tới đến cùng thế nào người mau nói hắn đột nhiên bắt lại cánh tay vị trưởng lão này con mắt nhìn chòng chọc vào trưởng lão giống như mảnh thú ăn người khí lực của hắn rất lớn nhưng là còn không thể tạo thành tổn thương gì đối một vị hoàng giả đỉnh phong mà vị trưởng lão này cũng không có sinh khí chỉ là thở dài một tiếng ai cha ngươi tại hơn nửa năm trước kia liền mất tích về sau chúng ta tiến vào cung điện hắn phát hiện một tờ giấy hắn nói là tu luyện xảy ra vấn đề cần vượt qua một cái tử kiếp còn nói nếu như hắn cuối cùng không có thể trở về đây để chúng ta chiếu cố cho ngươi dù sao ngươi cũng là đệ tử tử vân học cung tần tử nghe vậy như bị sét đánh cha thật xảy ra chuyện làm sao lại tại sao sẽ như vậy chứ đây không có khả năng a sao lại có thể như thế đây hắn bước chân lão đảo lui về sau hai bước trở nên thất hồn lạc phách nói năng lộn xộn một đôi mắt bắt đầu trở nên trống rỗng vô thần những quá khứ trước kia không ngừng nổi lên nam nhân kia tại trong lòng hắn vẫn luôn là cường đại lại là ôn hòa là lực lượng lớn nhất trong lòng hắn nam nhân kia bất luận cái thời điểm gì đều quan tâm hắn bảo vệ hắn thậm chí tại thời điểm hắn gặp rắc rối cũng vẫn dung túng hắn như cũ mặc kệ chuyện gì xảy ra nam nhân kia đều sẽ che ở trước người hắn vân đạm phong khinh nói đừng sợ có cha tại đây hắn coi là thời gian sẽ hoàn toàn như trước đây vĩnh viễn như thế thế nhưng là đột nhiên cái thân ảnh che ở trước người hắn kia tự hồ đổ xuống là đột ngột như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị như vậy hắn bỗng nhiên phát hiện tiếc nuối lớn nhất của mình cũng không phải là cha rốt cuộc không thể bảo hộ hắn mà là cho tới nay hắn quan tâm quá ít đối với cha hắn một mực hưởng thụ lấy kiêu ngạo làm đời thứ hai cường giả hưởng thụ lấy cha hắn che chở cho hắn lại luôn không chú ý thống khổ cha hắn tiếp nhận cha hắn đã sớm nói cưỡng ép khôi phục tu vi sẽ tổn thương căn cơ a hắn rõ ràng biết hắn rõ ràng biết a đông bất tri bất giác hắn quỳ xuống đến nước mắt từ trong mắt không ngừng rơi xuống ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời cha là ta bất hiếu là ta bất hiếu a đông 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 trán của hắn không ngừng đụng vào bên trên bông tàu của phi thuyền ngăn cửa rất nhanh liền đập tới đầu rơi máu chảy mà vị kia trưởng lão thấy thế cũng là bùi ngùi thở dài loại sự tình này hắn khuyên không được hắn nhớ kỹ tại trước đây thật lâu thời điểm cha hắn vẫn lạc hắn cũng là khóc ròng ròng quỳ xuống dập đầu như này thăng trầm có bao nhiêu người có thể trốn được chứ mỗi người chú định đều là phải trải qua khác biệt chính là có người dùng hết hiếu đạo cho nên thời điểm kia càng nhiều hơn chính là bi thống cùng không bỏ mà có người ngày thường không để ý đến rất nhiều, cho nên đến cuối cùng, lúc quỳ trên mặt đất, chỉ còn lại ấy nấy cùng hối hận cha ngươi còn chưa có chết đâu, trên bầu trời, tần xuyên ẩn thân nhìn xem một màn phía dưới này, có chút dở khóc dở cười. Hắn lưu lại tờ giấy kia, chẳng qua là vì giải thích mình vì cái gì không tại trong học cung, vì cái gì không tới cứu nhi tử. Nghĩ không ra, tiện nghi nhi tử đa sầu đa cảm như vậy, trực tiếp nhất định tin hắn chết, đem hậu sự của hắn đều xử lý lên hắn hoài nghi cái tiểu tử này đang trù yếu hắn. Nhán một cái, nửa tháng trôi qua. Vì thuyền ngăn cửa rời đi toái tinh yêu vực, về tới phạm vi tử vân vực. Mà tần tử tại qua vài ngày đau thương, lại bắt đầu nhảy nhót tưng bừng hắn cảm thấy, cha hắn không có dễ dàng chết như vậy. Mà kim trĩ, lại là vẫn nằm tại bên trên phi thuyền như cũ, không có dấu hiệu tỉnh lại. Có lẽ đã sớm tỉnh chỉ bất quá trên mặt không nhịn được, tạm thời ngại ngùng không mở mắt ra mà thôi. Quả nhiên, khi phi thuyền ngăn cửa rơi vào cửa chính tử vân học cung, Kim Trĩ đột nhiên một cái lật đứng lên, sau đó, hưu, một tiếng liền xông vào bên trong học cung, không thấy bóng dáng. Tần tử sư huynh, tần huynh, tần sư huynh, tử ca nhi, mà lúc này, học cửa cung hội tụ rất nhiều người, có đệ tử không quen biết, cũng có cố nhân mảnh vỡ đại lục tới. Bên trong bầu trời tần xuyên vẫn như cũ là ẩn thân trạng thái hắn đưa mắt nhìn tần tử trở lại tử vân học cung nhưng là cũng không có hiện thân dù sao này thời gian thật trùng hợp tần tử vừa trở về hắn liền trở lại như vậy rất lộ liễu muốn không khiến người ta hoài nghi cũng khó khăn cho nên hắn quyết định tạm thời vẫn là không muốn về tử vân học cung mà lại vừa vạn mượn cái cơ hội nghỉ bệnh này đến cử thương đại lục đi chung quanh một chút cũng coi là tìm kiếm đường dù sao chỉ có quen thuộc địa đồ về sau hố lên nhi tử mới có thể xe nhẹ đường quen thuận buồm xuôi gió về phần trong lúc hắn không có ở đây tần tử gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ cái này hắn cũng không lo lắng chân mệnh thiên tử luôn có chỗ sinh lộ của mình thời điểm hắn ở có lẽ hắn chính là sinh lộ của nhi tử thời điểm hắn không có ở đây thiên mệnh trong cõi u minh kia hẳn là sẽ an bài sinh lộ khác cho nhi tử chân mệnh thiên tử chỉ cần không phải làm cho người người oán trách cơ bản không có khả năng cùng đường mặc lộ cho nên bên trên vấn đề an toàn thì không cần quan tâm về phần tần tử có thể bởi vì lo lắng hắn mà khổ sở hay không ân ừ, coi như là tôi luyện tâm trí tiểu tử này một chút đi mà lại trải qua loại lo lắng tự trách ấy nấy lâu dài này về sau cái này tiểu tử cũng sẽ càng thêm quý trọng tình thương của cha đây cũng là một cái cơ hội tăng tiến tình cảm phụ tử chỉ cần tình cảm đầy đủ sâu nói láo cái gì cũng là sự thật, thế là, hắn xuất phát mười phần nhẹ nhõm. Lấy tu vi hắn bây giờ là chuẩn đế tam trọng thiên, lại tăng thêm đế khí băng long thương, còn có áo tàng hình cùng hơn một trăm giá trị gọi cha bàn thân, phóng nhãn cửu thương đại lục, nơi nào không thể đi được, nhưng mà, thật muốn đi, vẫn là phải đi địa phương có ý nghĩa một chút, vì về sau tầng tử lịch luyện trải đường. Nghĩ đến nơi này, hắn lấy ra một phần địa đồ cương vực nhân tộc, bắt đầu nghiên cứu. Cương vực nhân tộc thật rất lớn dạng cương vực giống tử vân vực này, hết thảy có hơn 1.000 tòa. Trong đó càng là bao hàm một chút siêu cấp đại vực, một cái liền tương đương với mấy cái tử vân vực, có võ đế cường giả tọa trấn, ngoạ hổ tàng long, tử vân vực, ở vào tây nam bộ của cương vực nhân tộc, mà tây nam bộ hơn 100 cái cương vực, gọi chung là tây nam quần vực, mà chủ vực của tây nam quần vực, là một cái siêu cấp đại vực, tên là Xích Minh Vực, Tần Xuyên hiếp mắt, lẩm bẩm nói dựa theo bình thường sáu lộ, chờ Tần Tử tại tử vân vực bắt đầu phát dục liền sẽ đến Xích Minh vực gây. Chuyện có thể là tham gia một loại tranh tài nào đó do quần vực các đại học cung phương nam liên hợp tổ chức, cũng có thể là đi tranh đoạt một loại cơ duyên nào đó, tóm lại, tần tử khẳng định sẽ đi Xích Minh vực, vậy ta trước hết đi Xích Minh vực nhìn xem. Nghĩ đến nơi này, hắn duy trì trạng thái ẩn thân, hướng phía Xích Minh vực bay đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.